Ông chủ quan, đây chính là nguyên nhân ông không động tới thuốc phiện à? Đúng. Cho dù như vậy cũng không đổi lại được mạng sống của mẹ sản sản. Quan sản có biết không? Tôi vẫn chưa có dũng khí để nói cho nó biết. Vậy sao ông lại nói cho tôi biết? Tôi muốn nói cho cậu biết, một khi để dính vào Ishihara thì đồng nghĩa với việc dính vào nhà phiến. Không làm cho cậu tan nhà nát cửa thì hắn sẽ không dừng lại. Vẫn luôn khó hiểu. Ông nói Ishihara này vẫn luôn cố chấp với nhà chúng tôi. Đầu tiên là cha tôi, sau đó là em tôi, bây giờ lại tìm tôi. Hắn cũng không bỏ qua cho tôi. Bởi vì năm đó ở Thiên Tân chỉ có thế lực hai nhà chúng ta lớn. Bây giờ nhà các cậu chỉ bán bánh quẩy, nhưng mà hai anh em các cậu chỉ cần giơ một tay thì mấy trăm anh em ở Hải Hà Bang. Thứ hắn nhìn trúng chính là Hải Hà Bang. Ông nói xem, nhà chúng tôi bây giờ làm gì có thế lực, chỉ là một quán bánh quẩy, không thể nào so với ông được. Ông chủ quan à, ông chỉ cần giơ tay là có hơn nghìn người rồi. Sao ông không liều với họ một phen? Quỷ viên tưởng cũng phải sợ người Nhật. Tôi có thể làm gì chứ? Trong lúc quân địch đang hỗn loạn, chúng ta chỉ cần không đầu quân cho địch làm hán gian, đã cảm thấy không có lỗi với lương tâm. Quan tiên sinh, chú Kiệt. Quan tiên sinh, Lý Nhị Đẩu đang buôn bán thuốc phiện trong địa bàn của chúng ta, vừa nãy còn động thủ với đại tiểu thư. Cái gì? Con bé không sao chứ? May mà có Dương Thái Hà ra tay giúp. Đại tiểu thư không sao. Nhưng lúc bọn chúng vẫn chưa vững, tôi sẽ dẫn người đi sang bằng bọn chúng. Bỏ đi, có thể tránh được Ishihara thì cứ tránh. Ông chủ quan à, tôi về xem mẹ tôi một chút. Khoan đã, cậu nhớ kỹ, một đao cậu có thể giết được bao nhiêu tên? Cho dù là Quan Âm nghìn tay, cậu có thể giết được hết, được hơn 1 triệu quân địch trên đất Trung Quốc sau. Nếu cậu muốn làm anh hùng cũng có thể, tôi có thể bỏ tiền ra giúp. Nhưng mà cậu đừng quên, cậu phải tránh xa con gái tôi ra. Đừng trả lời tôi vội. Trở về khám nghiệm tử thi trước, đợi sau khi biết nguyên nhân cái chết của cha cậu thì chúng ta nói tiếp. Muốn khám nghiệm tử thi thì phải có sự đồng ý của mẹ. Cái này cậu yên tâm, Lý Nhị Đẩu gây loạn lần này, mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Tại sao chứ? Được rồi ông chủ quan, tôi về xem mẹ trước. Bảo Sơn, vì con của chúng ta, vì danh tiếng của Hải Hà Bang, tôi không còn lựa chọn nào khác. Xin ông hãy tha thứ cho tôi, có được không? Sao tôi lại cảm thấy cả người tôi bây giờ toàn là mùi bánh quẩy? Chê mùi thì cũng mau đi đi. Dù gì cũng chẳng có ai mời cô tới. Tôi còn chưa có mời Hải Hà Bang nhà anh đến đánh tôi đâu. Món nợ này làm sao mà tính? Đừng có thêm dầu vào lửa. Đồ nhát gan. Nếu càng lớn thì bán thuốc phiện chết rồi. Nói cái gì vậy? Đi rót trà cho tôi, mau lên. Ngồi xuống. Jack, pháp y giỏi nhất trong khu nhượng bộ. Tôi đã nói với anh ta, anh ta sẽ tới Thiên Tân tìm anh. Cảm ơn cô. Cái này có đắt không? Đã trả tiền chưa? Trả rồi. Sao tôi lại cảm thấy bản thân không nên chịu lỗ? Cô xem, cô bỏ tiền tôi có mạng lại được chứ gì? Kỳ lạ thiệt. Sao tôi lại cảm thấy cảm giác nắm giữ mạng của anh trong tay còn không sướng bằng cảm giác anh nợ tôi tiền? Không hổ là con gái của nhà tư bản.
Con à, chúng ta về Thiên Tân khám nghiệm tử thi cho cha con. Khai quan验尸. Tốt quá rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ đi mua vé tàu. Chúng ta ngồi khoang 3 hay khoang 2? Dù gì thì tôi cũng một mình một khoang. Con lớn à, con tiễn quan tiểu thư về nhà đi. Tiện thể mua luôn vé tàu. Mẹ, mau lên. Lái xe chậm thôi nha. Đợi đã. Ý mẹ của anh là bảo anh đưa tôi về nhà. Mẹ tôi bảo tôi nhìn cô lái xe về. Vậy anh tiễn cho tôi xem đi. Cô phải lái xe thì tôi mới tiễn được chứ. Nếu không thì làm sao mà tiễn. Anh là người làm thuê, tôi là cô chủ. Anh nhìn tôi lái xe đi, không hợp lý cho lắm. Anh nên lái xe, còn tôi thì ngồi đằng sau. Mau lái xe đi. Nếu kết quả khám nghiệm tử thi gây bất lợi cho cha cô, tôi hiểu. Hai người chúng ta là bạn hay là thù, tất cả phải chờ sau khi khám nghiệm tử thi xong thì mới có thể biết. Không, tôi nói này, cho dù kết quả khám nghiệm tử thi ra sao thì hai chúng ta sao? Hai chúng ta vẫn là bạn. Cho dù cô tới Hồng Kông, nếu tôi không đi thì sao? Cô dám không đi à? Coi như tôi chưa nói gì. Đã phanh, chỗ này nhiều người. Lão đại, con mới nên đạp phanh. Chúng ta với người ta vốn không phải là ngồi chung một nồi. Người ta có thể tới Hồng Kông bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng ta còn phải nghĩ cho em của con. Con đi mua vé. Hèn nhát, đừng tránh cú đấm của tôi. Cậu chỉ có thể chịu hết sự tấn công của chủ quyền mới có cơ hội cuối cùng. Ông Lý, Trung Quốc có câu thơ mà tôi nhớ không rõ nữa rồi. Cái gì ạ? Xuất sư di tiệp, dế sau là thân tiên tử. Xuất sư di tiệp, thân tiên tử. Đừng mà. Ngài Ishihara, nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Dương Thái Hà thì tôi đã giết được quan sản rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Vậy cậu lấy gì để đi gặp thiếu bang chủ của các cậu chứ? Tôi, cái này. Cậu phải tìm lý do thích hợp một chút. Ai làm tay của cậu bị thương? Là ai làm cho tay của cậu bị thương vậy? Quan sản. À.
Rất tốt, rất tốt. Như vậy cách thành công không xa nữa rồi. Tôi sợ tôi không làm được. Không làm được. Vậy cậu không xứng với ý tốt của mọi người rồi. Bái kiến thiếu bang chủ. Mấy người lại? Chúng tôi đều là anh em của anh Bảo Sơn. Thiếu bang chủ, mấy năm nay chúng tôi tìm cậu rất vất vả. Cậu xem, đây là cờ của bang Hải Hà chúng ta. Chúng tôi vẫn luôn gìn giữ. Các ông có bao nhiêu người? Chỉ cần cậu hiểu Triệu, thì những huynh đệ đang trải rác ở quanh Thiên Tân và những người có thù với quan Nghĩa Bỉnh đều sẽ tụ lại. Tay của ông làm sao vậy? Bị quan sản bắn bị thương. Nhanh thôi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể báo thù. Mau tiếp đi. Thiếu bang chủ, nếu cậu tiếp tục luyện như vậy, không bị đánh chết cũng sẽ đau chết. Tôi không đau. Bởi vì thù hận có thể làm quên đi cơn đau. Lão đại, chớp mắt đã 20 năm rồi. Mẹ cũng chưa về Thiên Tân. Đúng, con còn nhớ 20 năm trước mẹ dẫn theo hai huynh đệ chúng con từ Thiên Tân tới Thượng Hải. Con nhớ chỉ mua một vé giường nằm. Lúc đó mẹ để bọn con nằm chung một giường, còn mẹ thì ngồi bên cạnh cả đêm không chợp mắt. Con vẫn còn nhớ à? Đương nhiên con nhớ chứ. Lúc đó con Viên Soái, hình như là 8 tuổi. Viên Soái, có người gọi con. Làm hết hồn. Tôi còn tưởng là không theo kịp. Tôi gọi anh đấy, sao không quay đầu? Mẹ tôi đang dạy dỗ tôi. Mẹ tôi dạy tôi phải cẩn thận khi ở gần nữ nhân, đặc biệt là người có tiền và còn có súng. Được rồi, đừng nói năng lung tung. Mau lên thôi. Làm gì vậy? Mẹ của anh thật sự đã nói như vậy à? Ở đây không thể rút súng đâu. Tôi rút súng ra làm gì chứ? Cô cho tay vào túi, không rút súng thì làm cái gì? Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa thấy cô lấy tiền từ trong túi. Có ý gì? Dù gì khám nghiệm tử thi là do tôi đề xuất. Anh cầm lấy mua chút tiền giấy, coi như an ủi người đã khuất. Nhiều như vậy có hợp lý không? Anh cất đi là hợp lý rồi. Ý của tôi là cha cô sẽ không trách cô. Chuyện này nhà tôi cũng nên cảm ơn cô. Lần đi Thiên Tân này, bất luận kết quả thế nào, một khi có tin tức thì phải điện thoại báo cho tôi biết. Đi đường cẩn thận. Không đâu, tôi cởi mở như vậy chưa bao giờ hẹp hòi. Đại tiểu thư, cút. Đại tiểu thư, ông quan gọi cô về ngay lập tức. Tại sao chứ? Bàn chuyện hôn sự. Hôn sự? Kết hôn với ai? Tôi cũng không rõ, chỉ biết đại tiểu thư phải về ngay lập tức. Vậy tôi chờ cô ở ngoài. Cô sắp kết hôn? Được lắm nha. Hai chúng ta luôn bên cạnh nhau. Vậy mà cô vẫn còn thời gian hẹn hò. Cô sắp lấy chồng rồi. Tôi không thể lấy chồng à? Chú trẻ là ai mới được? Đương nhiên, cao to hơn anh, đẹp trai hơn anh, có tiền nhiều hơn anh. Có người như vậy à? Nói nhảm.
Đừng vội như vậy chứ. Làm bạn bè, chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời. Hồng bao đương nhiên là phải có rồi. Mẹ à, cho con chút tiền đi. Quan đại tiểu thư sắp kết hôn rồi, sắp tổ chức đám cưới. Con muốn gửi hồng bao cho cô ấy. Thật ngại quá. Chúc mừng, chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng. Đây là chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ba cao huyết áp nên hồ đồ rồi sao? Cái gì mà hồ đồ? Con muốn xem ai lại dám lấy con. Người đâu? Mau ra đi. Ai nói ta muốn lấy chồng cho con chứ? Không có. Không có vậy cha, làm cái này làm cái gì? Cha muốn tổ chức chơi sao? Là cha sắp kết hôn. Lão Quang à, cha giữ mình 20 năm rồi, già rồi, sao lại tự nhiên nổi khí tiết chứ? Con không đồng ý à? Con đương nhiên là không đồng ý. Con biết, dựa vào thân phận của cha, có 3-4 người vợ là chuyện rất bình thường. Đó cũng là tự do của cha. Nhưng mà có một số chuyện con phải nói rõ. Trong lòng của con chỉ có một mình mẹ. Con sẽ không gọi người khác là mẹ đâu. Cả đời này con cũng sẽ không gọi. Tuyệt đối không. Nếu mẹ con còn sống mà nghe được những câu này thì bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Cô dâu của ta rất là xinh đẹp. Trên đời này người xinh đẹp có rất nhiều mà. Cô ấy cũng rất giống con. Lão Quang à, cha đừng bắt nạt con nữa mà có được không? Nào nào nào, con đi xem cô dâu của ta đi. Con không xem. Đi xem đi. Con không xem. Đi xem đi mà. Mẹ con. Đúng, chính là mẹ của con. Con có thể là ai được? Ta muốn kết hôn với mẹ của con. Nhưng mà mẹ con đã mất rồi. Ta đã dẫn bà ấy bỏ trốn. Bà ấy vẫn luôn hy vọng sau khi nhận được sự chúc phúc của mọi người thì sẽ tổ chức lễ kết hôn. Nhưng bà ấy không chờ được. Bà ấy vẫn chưa kết hôn mà đã về thế giới bên kia. Sống một mình hơn 20 năm. Một là chúng ta sắp tới Hồng Kông, ở đây chiến loạn không biết rõ tương lai, cũng không biết còn có thể trở về Thượng Hải hay không. Nhưng mà mộ của mẹ con lại ở Thượng Hải. Thứ hai là mẹ con theo Thiên Chúa giáo ở Thượng Hải. Ở đây có cha đỡ đầu của bà ấy, còn có cả các anh chị trong giáo hội. Ta muốn làm cho mẹ con một hôn lễ theo phong cách Thiên Chúa giáo. Cha, con yêu cha. Người Trung Quốc không hợp những cái này. Vậy là phải để người cổ hủ như cha thêm thích nghi rồi. Quan tiên sinh, bọn Hoàng Siêu và Tiền Nhất Quán dẫn theo lão đại của các hội đường đang đứng ở ngoài muốn gặp ông. Vậy sao? Thấy người ta buôn bán thuốc phiện, thấy thèm rồi. Ta vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải. Đi, đi gặp bọn chúng.
Hiện tại, Hải Hà Bang của Thiên Tân đang ngang nhiên bán thuốc viện trên địa bàn của chúng ta và kiếm được rất nhiều tiền. Sự mê hoặc của thuốc viện này rất lớn. Mấy huynh đệ của các hội đường đều không quản nổi nữa, có đúng không? Đúng. Nếu không kiềm chế bọn họ, thực hiện hai quy tắc không được dính vào thuốc viện và không làm hán gian, thì rất khó tiếp tục chấp hành. Quy tắc là do mọi người cùng đặt ra. Chúng ta cũng nên cùng nhau tuân thủ. Nếu đã là quy tắc thì không còn gì để bàn nữa. Nếu trong các cậu có người không làm được, vậy hôm nay có thể rút khỏi thương hội. Nói thẳng ra thì chúng ta vẫn là ban hội. Đúng. Một khi ông đi thì không có ai trấn nổi các ban hội. Thượng Hải tắc loạn, Hải Hà Bang chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà làm lớn. Đúng. Mọi người có thể làm việc của riêng mình, không sáp nhập vài ba năm. Cho dù Hải Hà Bang có người Nhật chống lưng, cũng không thể trở thành lão đại của Thượng Hải. Chỉ mong cuộc chiến này sẽ mau chóng kết thúc. Tôi sẽ có thể trở về sớm. Cái tên Quan Bỉnh Nghĩa này lại muốn kết hôn với người vợ đã mất hơn 20 năm. Có phải hắn điên rồi không? Ông ta không điên. Ông ta muốn rời khỏi Thượng Hải sớm, muốn nói lời từ biệt cuối cùng thôi. Ngăn ông ta lại, tiêu diệt ông ta ngay tại Thượng Hải. Ông ta đi rồi, không phải sẽ càng tốt cho chúng ta sao? Sao các hạ lại buồn bã không vui? Quan Bỉnh Nghĩa biết chúng ta đang giúp đỡ ban Hải Hà của Viên Giả, cho nên ông ta muốn tách nhỏ hiệp hội quan thị thành nhiều bang nhỏ để bọn họ tự cai quản tiểu bang hội, để Hải Hà Bang chiếm từng cái một. Như vậy phải mất mấy năm chứ? Vậy kế hoạch đầu độc Trung Quốc sẽ thực thi như thế nào đây? Đã hiểu. Vậy phải để cho Viên Giả lật đổ địa vị hiệp hội quan thị trước khi ông ta rời đi. Đúng. Ngoài ra Chu Phong tiến triển tới đâu rồi? Kế hoạch Chu Phong vẫn thực hiện theo thời gian đã định. Nắm lấy cơ hội, các lão đại của các bang đều đến tham gia hôn lễ quyết chiến. Rõ. Alo. Sao? Các hạ, đột nhiên Viên Soái và Dương Thái Hà không biết biến đâu mất. Lập tức đi tìm, theo dõi tất cả điện báo có liên quan tới bọn họ. Rõ.